Ô, nhìn mày quen lắm. Thằng Tường Sủi à? Đúng rồi. Mày là... Tao Hùng Nhỏ Trại Xuân Lập đây. Ô, Hùng Nhỏ. Sao ở đây? Chuyện dài lắm. Anh ơi, đây là thằng Tường Sủi, bạn em, hồi ở Trại Xuân Lập ạ. Thế còn mày? Nhà tao gần đây. À, ra trại xong rồi là tao đi làm xẻ gỗ thuê, lấy luôn vợ ở đây rồi, để hai đứa con. Đi, đi về nhà tao làm con gà đi. Tao còn ông anh nữa, đang bị thương rất nặng. Mày có cách nào đưa bọn tao ra khỏi đây không? Chưa để lâu thì tao sợ hoại tử. Tao vừa thấy một đội biên phòng đang lượn lờ ở dưới kia. Là đi theo bọn tao đấy. Vậy hả? Mày có cách nào không? Bây giờ như này nhá, tao sẽ đưa mày lên nhà ông chú tao làm gỗ, thì là có xe cộ qua lại nhiều, dễ ngụy trang hơn. Nhưng mà đi bằng cách nào? Thì mày cứ giả vờ mày là thợ xẻ gỗ xong rồi là lên xe đi thôi nhá. Đợi tao tí nhá. Ok. Anh, ổn rồi. Thằng bạn em. Em chào anh. Anh mang theo tiền không? Cho em một ít. Này, tao vội quá, không có thời gian vào thăm nhà mày được. Mày cầm lấy ít tiền mua quà cho các cháu, còn lại một ít mày đưa cho ông chú mày. Sao nhiều thế? Cứ cầm lấy đi. Ừ. Anh đi theo em. Còn xa không? Gần đến rồi. Xin chào. Ai đấy? Bạn ta. Bạn mày à? Chào anh nhé. Chú Tỷ ơi. Chú ơi. Gì thế? Thưa chú ạ, có ông anh của thằng bạn cháu đi rừng bị rắn độc cắn, bây giờ phải cần xuống viện gấp chú ạ. Thì chú có thể tạo điều kiện cho một chiếc xe chở xuống viện không ạ? Không có được. Xe tao chở gỗ, không phải chở người. Chú ơi, anh cháu bị rắn độc cắn rất nặng. Chú làm ơn đưa anh cháu đi viện chứ không là ảnh hưởng đến tính mạng đi chú ạ. Đi đâu mà bị rắn cắn? Dạ, bọn cháu đi tìm cây thuốc ạ. Thôi, chúng mày tìm cách khác đi. Gỗ của tao sắp về rồi. Từ đây xuống huyện, tối mịt chứ chẳng chơi. Chú làm ơn làm phước, cứu anh em chúng cháu với. Hay là chú có xe cho bọn cháu thuê cũng được ạ. Chúng mày có tiền à? Dạ. Chú ơi, đây là... Ông có đưa được ít tiền thì chú cầm tạm chú xem giúp. Ít quá, không đủ tiền rau. Chú ơi, bọn cháu chỉ có từng này nữa thôi, mong chú giúp đỡ ạ.
Yêu cầu mọi người xuống xe tôi kiểm tra giấy tờ. Xe chở gỗ nhà tôi vừa vào rừng hồi sáng còn gì nữa. Vào rừng ai mà mang giấy tờ? Chú Linh, chú Hạnh biết tôi rồi, sao làm khó tôi dễ. Thôi cứ xuống cho anh em kiểm tra. Sao mấy chú nhiêu khê thế? Trên xe có người sốt, cần phải xuống bệnh viện huyện gấp. Mấy chú làm mất thời gian quá đó. Lỡ anh ta mà lăn ra chết, ai chịu trách nhiệm? Đền mấy chú nha. Xe này sáng mới vào rừng đấy. Thôi, cho người ta đi. Thôi mọi người đi đi. Cảm ơn nha. Không cần nói, luôn cần làm để thấu hiểu. Không cần thấy, luôn dấn thân bài nhược tiểu. Thiên thần kết đuôi đeo mặt nạ ác quỷ. Mang trên vai cán cân, anh tìm một chân lý. Bao đôi mắt nhìn theo, xem thường và dè biểu. Thầm lặng, không xem Hà diễn cứ như thật đấy nhỉ. Chầm lặng, sứ mệnh nằm trên vai. Bất công ngay trước mặt, anh không thể khoanh tay. Mắt anh chứng kiến nhiều tội ác con người ướm mầm. Phát trời vương canh hóa vạn cánh tay cổ thụ. Tai anh nghe thấy nhiều tội ác con người giam cầm. Bao người bao nhà biết bao đêm không thể ngủ. Người ơi, cho bọn cháu xuống đây được rồi ạ. Xuống đây ạ? Ừ, cứ xuống đây thôi. Bộ tôi một tay nhé. Ok. Taxi. Cháu cảm ơn nhé. Đi đi. Tôi đi nhá bạn nhá. Ok, đi may mắn nhá. Ừ. Mà tôi bảo này, về tìm việc gì ổn định mà làm. Ok nhá. Tôi đi đây. Ok. Ừ. Ông nhọ nhà mình diễn như kiểu diễn viên chuyên nghiệp thế bạn. Mấy đứa tụi bay á, học ngay nói chứ học đâu. Vâng. Đơn vị mà có mấy đứa được như thằng này ấy, thì cánh tao có về hưu cũng yên tâm. À mà này, chiếc xe chở gỗ với taxi là thuê hết bao nhiêu vậy? Ô, sếp vừa cầm cả quyển tiền anh Triều đưa mà sếp vẫn còn hỏi tiền ông nữa ạ. Thôi, lên xe. Vâng ạ. Chết rồi. Anh ơi, ông anh em sốt cao quá, có khả năng bị nhiễm trùng rồi. Anh xem có chỗ nào bệnh viện hay trạm xá. Anh ghé vào đấy nhá để em xử lý cái tay cho ông anh em. Ủa, bác ấy bị sao vậy? Đi săn, thế là ngã, súng cấp cò bắn vào tay. À vậy à, gần đây có trạm xá nè, đưa bác ấy vào đấy. Dạ dạ, em cảm ơn anh. Anh cố lên nhá, một tí nữa thôi. Anh à, cái thằng khốn này, mày làm cho anh em hồn vía lên mây, tưởng mày bị ăn đạn đêm đó rồi. Phúc lớn mạng lớn, chết làm sao được. Mày hay quá ha. Mà hôm bữa sao mày với ổng té được hay vậy? Hướng nào, hướng nào anh? Đi thẳng đi. Cố lên anh. Cố lên. Cố lên nào. Tao chịu hết nổi rồi. Một tí nữa thôi. Sắp đến cửa hang chưa anh? Chắc cũng sắp rồi. Thằng chó nào bắn tao, kỳ này qua khỏi. Tao lấy cả vốn lẫn lời thằng nào bắn tao. Mẹ kiếp đâu. Hóa ra dưới căn phòng của em còn có một căn phòng khác. Dưới đấy có căn hầm bí mật được ngụy trang rất kỹ. Khi em với ông ấy trốn ra ngoài, có thể là băng qua quả đồi, lúc thoát ra là ở cánh đồng. Chà, xem ra tai này cũng ghê gớm thiệt.
Anh ơi, có khi anh lượn một vòng xem vòng ngoài như thế nào, có gì báo em. Ok, để em đi ra ngoài mua ít đồ luôn. À, sẵn một hộp sữa nhé, tí tỉnh lại cho nó ăn. Ok. Xin chào chị ạ. Vâng, chào anh ạ. Ông anh em thế nào rồi ạ? Vết thương của anh đang nhiễm trùng, chúng tôi đã xử lý. Viên đạn đã được gắp ra, sức khỏe tạm thời ổn định. Đã tỉnh chưa chị? Do ảnh hưởng của thuốc mê nên 1 giờ nữa bệnh nhân mới tỉnh lại. Vâng, cảm ơn chị. Vâng, không có gì ạ. Dạ em nghe anh. Chị ơi, có một xe biên phòng đang hướng về phía trạm xá của mình đó. Mày dòng rút đi. Vâng, nhưng mà anh ơi, ông vẫn chưa tỉnh cơ. Không kịp đâu, nhanh đi. Dạ dạ dạ. Các đồng chí, lục soát kỹ. Báo cáo đồng chí, không tìm được đối tượng. Báo cáo đồng chí, đối tượng đã trốn thoát. Đề nghị đồng chí phối hợp với các cơ quan liên ngành chặn mọi tuyến đường. Các đồng chí, lên xe lục soát.